Hơn 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng mang về hơn 500 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trên 1 hecta có thời điểm lên tới cả tỷ đồng. Hiệu ứng giá cao, tăng xuất khẩu đang tạo cơn sốt mở rộng diện tích sầu riêng, nguy cơ phá vỡ đề án phát triển bền vững ngành hàng này hiện hữu rất rõ. Tây Nguyên đang có tốc độ mở rộng lớn nhất cả nước. Sầu riêng được mở rộng bất cứ đâu, kể cả những khu vực thường xuyên thiếu nước sản xuất. Và bất chấp khuyến cáo, việc tăng diện tích nhanh kéo theo nhiều hệ lụy cho người sản xuất như cung vượt cầu, sản xuất thiếu bền vững, thiệt hại về kinh tế khi giá xuống. Chỉ trong 2 năm gần đây, Việt Nam có diện tích sầu riêng tăng gấp đôi lên hơn 150.000 hecta, với sản lượng có thể lên đến 1.400.000 tấn. Hiện xuất khẩu chỉ chiếm khoảng 60% tổng sản lượng. Đầu ra mới chỉ có Trung Quốc, chiếm đến trên 90%, trong khi đây cũng là cây trồng bị cạnh tranh gay gắt bởi Thái Lan, Indonesia, Malaysia ở thị trường này. Việt Nam lại có tới 2/3 diện tích trùng thời điểm thu hoạch với các nước này. Rủi ro có thể nhìn thấy với những diện tích trồng bằng mọi giá. Ngay lúc này, áp lực nguồn cung chính vụ, giá sầu riêng ri 6 giảm 60-70% so với tháng 2, chỉ còn 50.000 đồng một ký. Trong khoảng 4 năm mới có trái. Vì thế, diện tích tăng bây giờ nhưng không dự báo đúng tín hiệu thị trường, hạ tầng chuỗi sản xuất rời rạc, thiếu chuyên nghiệp, thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng sẽ là cái bẫy để sầu riêng có thể lặp lại bài học trồng chặt của những cây trồng trước đây. Theo ngành nông nghiệp, việc tăng nóng về diện tích cũng đi kèm theo với sự phát triển không đồng bộ. Trong thời gian qua, chúng ta bị cảnh báo rất nhiều, nếu không nhận thức được vấn đề, không thay đổi kịp thời, người nông dân gánh hậu quả khó lường. Hơn 60 tấn tôm hùm xanh tại sông Cầu Phú Yên bị chết bất thường, khiến nông dân phải bán với giá rẻ. Giá cao nhất cũng chỉ 400.000 đồng một ký và rẻ nhất chỉ từ 50.000 đồng. Nhiều doanh nghiệp, thương lái cũng đang vào cuộc giải cứu tôm hùm. Tính đến 13 giờ chiều ngày 20 tháng 5, có hơn 61 tấn tôm hùm và gần 30 tấn cá biển các loại của 160 hộ dân ở xã Xuân Thịnh bị chết đột ngột do nắng nóng kéo dài. Ngành chức năng trực tiếp đến các khu vực xảy ra thiệt hại để nắm tình hình. Các cơ quan chức năng tỉnh đang lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng tôm cá chết. Nhận định ban đầu là do thời tiết nắng nóng kết hợp với mưa dông.